Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả, xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin buổi sáng của Cali Today. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ngày 14 tây tháng 3 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Khối châu Âu thừa nhận sai lầm khi từng hứa kết nạp Ukraine vào NATO và bài bình luận đầu tiên Ngành hàng không Nga dễ chết trong một nước Nga hấp hối Và tin thời sự Hoa Kỳ Hoa Kỳ tìm nguồn cung cấp dầu thay thế dầu của Nga liệu có khả thi Cảnh sát Mỹ và Canada cảnh báo người dân về nạn ăn trộm xăng Và bài bình luận thứ hai Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cần phải thay đổi để tồn tại. Vladimir Putin bị cấm tham gia hội nghị thường niên của giới tinh hoa thế giới ở Davos. Và bài bình luận thứ ba, Goodbye Moscow, lời giả từ trong thiết núi của McDonald. Và bài bình luận thứ tư, Trung Quốc, khuếch đại thuyết âm mưu của Nga về vũ khí sinh học ở Ukraine. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, Putin đang kéo nước Nga thụt lùi về năm 1917. Kính thưa quý khán thính giả, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu là ông Joseph Borrell đã thừa nhận rằng phương Tây đã sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine vào khối NATO. Điều mà họ không chắc chắn là có thể thực hiện được. Ông Borrell đã nói rằng có những khoảnh khắc mà chúng ta lẽ ra nên phản ứng một cách tốt hơn. Ví dụ, chúng ta đã đề xuất những thứ mà chúng ta không chắc chắn có thể thực hiện được. Cụ thể là việc đưa Ukraine trở thành thành viên của khối NATO. Điều này khó thành hiện thực và tôi nghĩ đó là một sai lầm. Khi chúng ta đi hứa hẹn những điều mà chúng ta không thể thực hiện được. Ukraine trong những năm qua, đã hướng tới mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, EU và của khối NATO. Đây là một nỗ lực bị Moscow phản đối, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng viện dẫn việc NATO hứa hẹn có thể kết nạp Ukraine là bằng chứng cho cáo buộc khối liên minh này muốn gây hấn với Nga. Nên nếu chúng ta nhìn nhận sự việc một cách công bằng, không thiên vị, thì phương Tây cũng có trách nhiệm trong cuộc chiến tại Ukraine vì những lời hứa đúng ra không nên nói, không nên tạo hy vọng cho Ukraine nếu phương Tây không thể thực hiện được. Và chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay kính thưa quý khán thính giả. Với nhan đề ngành hàng không Nga dậy chết trong một nước Nga hấp hối. Kính thưa quý vị, khi mà nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm khắc của phương tây bởi vì cuộc xâm lược ukraine thì ngành hàng không quan trọng của nước này có thể sớm bị hủy hoại trong một thời gian ngắn các hãng hàng không nga về cơ bản có thể nói là họ đã bị cắt đứt với hầu hết các quốc gia trên thế giới các lệnh trừng phạt của hoa kỳ và liên minh châu âu cũng có nghĩa là hai nhà sản xuất máy bay lớn trên thế giới là boeing và airbus sẽ không cung cấp phụ tùng thay thế hoặc là hỗ trợ bảo trì cho các máy bay của hãng hàng không nga như vậy các hãng hàng không của nga có thể sẽ hết các bộ phận cần thiết trong vài tuần tới và buộc phải ngừng bay những máy bay airbus và boeing hoặc là nếu họ vẫn có đủ can đảm để vận hành tiếp tục các máy bay này mà không cần thay thế thiết bị thường xuyên theo khuyến nghị để hoạt động được an toàn. Hãng hàng không lớn của Nga, Aeroflot, đã bị cắt khỏi SAP là hãng cung cấp hệ thống máy tính cho phép các hãng bay dễ dàng đặt vé và các công ty cho thuê máy bay sở hữu khoảng 80% trong tổng số gần 900 máy bay thương mại trong đội bay của nước Nga. Họ đã được lệnh của chính phủ Nga là hãy mua lại những máy bay này vào cuối tháng này. Và theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Sirium, thì tổng số những chiếc máy bay thuê đó có giá trị khai báo vào khoảng 13,3 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà chỉ trong vòng một năm là thời gian tối đa không hơn, thưa quý vị. Nước Nga chắc chắn sẽ không còn bất kỳ công ty hàng không nào còn có thể hoạt động tương lai của các hãng máy bay này rồi sẽ có chung số phận như các hãng hàng không ở iran và triều tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các hãng hàng không quan trọng đối với nền kinh tế nga như thế nào kính thưa quý vị đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với hoạt động kinh tế nói chung của nước nga nga là một quốc gia lớn nhất thế giới tính theo diện tích đất liền gấp đôi diện tích của lục địa hoa kỳ nước nga bắt buộc phải có một ngành công nghiệp hàng không khả thi để giữ cho nền kinh tế của nó hoạt động ngành hàng không là một mắt xích quan trọng đối với các doanh nghiệp không chỉ cho các chuyến bay quốc tế mà còn phục vụ nội địa cho ngành năng lượng của nó do nhu cầu vận chuyển kỹ sư công nhân và thiết bị đến và đi từ các mỏ dầu xa xôi của nó nhưng mà nói chính xác thì ngành hàng không đó là một xương sống quan trọng của nền kinh tế của nước nga các hoạt động nội địa của các hãng hàng không Nga chỉ bằng khoảng 7% quy mô hoạt động nội địa của ngành hàng không Mỹ. Nhưng mà với những đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Nga, từ vô số các lệnh trừng phạt gia tăng, thì chắc chắn là nền kinh tế của nước này sẽ không thể nào đáp ứng đủ yêu cầu tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế trong 9 tháng còn lại của năm 2022. Và có thể trong nhiều năm tới nữa nhưng mà việc mất đi sự hỗ trợ không thể mua được các bộ phận thiết yếu từ hai hãng sản xuất máy bay lớn là airbus và boeing và khả năng máy bay thuê sẽ bị chủ sở hữu thu hồi như vậy nó đồng nghĩa với việc là khả năng phục hồi ngành hàng không của nước nga trong tương lai sẽ bị tổn hại một cách nghiêm trọng một số công ty đang cho nga thuê máy bay là của trung quốc và Trung Quốc thì vẫn chưa áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Nga. Tuy nhiên, các công ty cho thuê của Trung Quốc vẫn có thể gián tiếp lén lút giúp nước Nga bằng việc cung cấp những đồ phụ tùng cần thiết để thay thế hay là sửa chữa. Nhưng mà nếu chính phủ Mỹ cùng với công ty Boeing hay là chính phủ Pháp cùng với công ty Airbus hợp tác điều tra thì nguy cơ ngành hàng không của trung quốc sẽ bị vạ lây nếu mà họ vượt rào họ lách luật để giúp nước nga thì họ cũng phải trả giá vì đã gây mất niềm tin riêng tôi thì tôi không tin là các công ty trung quốc sẽ có đủ gan để mạo hiểm với bất kỳ rắc rối nào chỉ vì giúp một chế độ đáng nguyền rủa và trừng phạt dù trung quốc họ không ra mặt ủng hộ các lệnh trừng phạt nga nhưng mà theo lời ông Valery Kudinov là người đứng đầu bộ phận kiểm soát máy bay tại cơ quan vận tải hàng không liên bang nga thì họ đã nhận được lời đánh tiếng từ trung quốc đã cho biết rằng họ sẽ không vận chuyển cho nước nga các bộ phận sửa chữa hay là thay thế đúng ra dành cho những chiếc máy bay, bay của trung quốc do hai hãng Airbus và Boeing cung cấp vì họ thừa biết là hai hãng sản xuất máy bay này có đủ điều kiện và quyền hạn để kiểm tra xem những bộ phận thay thế đó được lắp vào hãng máy bay nào trên thế giới này nhưng mà mới đây nhất thì nga đã công bố một kế hoạch cho một luật mới vào hôm thứ năm nhằm ngăn chặn những máy bay mà nga thuê của các đối tác nước ngoài được rời khỏi đất nước nhưng mà điều đó thưa quý vị nó không dễ bởi vì nó sẽ đặt ra một tình huống trong khi đó mà các hãng hàng không của họ sẽ gặp khó khăn trong việc thuê máy bay trong tương lai, ngay cả sau khi lệnh trừng phạt có thể kết thúc. Ngành hàng không toàn cầu sẽ dễ dàng sống mà không cần sự có mặt của Nga. Bởi vì Nga thì chỉ vốn chiếm được có khoảng 1% tổng lượng mua máy bay thương mại. Nhưng mà ngược lại, ngành hàng không Nga sẽ khó có thể sống mà không có máy bay hoặc là bộ phận thay thế và sửa chữa của hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là airbus và boeing hiện tại thì những nỗ lực của nga trong việc chế tạo máy bay phản lực thương mại của riêng mình họ đã sản xuất rồi ra những chiếc máy bay nhưng mà có độ an toàn kém không đáng tin lắm và khó tìm được người mua trên thị trường quốc tế như vậy liệu một đất nước rộng lớn như nga có thể sống mà không có một ngành hàng không hiện đại và khả thi hay không tôi không nghĩ là họ có thể điều này cũng đồng nghĩa là từ đây trở đi nếu quý vị chọn bay đi về việt nam hay đi đâu đó trên khắp thế giới này mà chọn bay trên những chiếc máy bay của hãng hàng không nga thì nguy hiểm nó sẽ tăng lên gấp đôi như vậy tôi nghĩ rằng chẳng ai muốn đánh đổi lợi ích của cái giá vé nó rẻ hơn từ vài chục cho đến vài trăm Mỹ Kim bằng sinh mạng của mình. Chúng ta bước sang một tin thời sự của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Tiến trình đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã bị tạm dừng trong ngày 11 tháng 3 trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang bất ổn. Và nếu đàm phán thất bại, thì giá dầu thế giới có thể tăng cao hơn nữa đồng thời khu vực vùng vịnh có thể có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới. Moscow thì họ yêu cầu Washington phải bảo đảm bằng văn bản rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt do chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn giữa Nga và Iran. Dù các vòng đàm phán then chốt nhất đã kết thúc rồi, ông Ulanov Tuyên bố Mỹ và khối châu Âu vẫn cần bảo đảm rằng các lệnh trừng phạt hiện nay không ảnh hưởng đến việc Nga khai triển các dự án hạt nhân ở Iran cũng như quan hệ kinh tế thương mại giữa Moscow và Tehran. Hiện nay thì Mỹ và Iran vẫn còn một số khác biệt về phạm vi áp dụng và thời gian dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran thì cũng yêu cầu Mỹ bảo đảm sẽ không bao giờ bỏ rơi thỏa thuận một lần nữa cả Iran và phương Tây thưa quý vị đều có chung nhu cầu sớm khôi phục lại thỏa thuận JCPOA dù với những lý do khác nhau. Bởi vì sau khi Mỹ rút khỏi GCPOA năm 2018 thì Washington đã tái áp đặt lên hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Tehran. Từ đó thì nền kinh tế của Iran rơi vào khủng hoảng, một phần do mất nguồn thu quan trọng từ xuất khẩu dầu mỏ và đại dịch Covid-19 lại càng khiến cho nền kinh tế Iran lao dốc. Trong năm 2021, lạm phát tại Iran ở mức 45%, trong khi giá thực phẩm tăng 70% so với năm 2020. Nền kinh tế ảm đạm dẫn tới bất ổn xã hội, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Iran trong hai năm gần đây. Với phương Tây thì một khi mà thỏa thuận JCPOA được khôi phục trở lại, thì thị trường năng lượng thế giới sẽ có thêm nguồn cung dầu giúp giảm giá dầu thô hiện đang ở mức cao kỷ lục iran hiện nay đang có hàng triệu thùng dầu thô dự trữ trong các bồn chứa và có thể nhanh chóng tung ra thị trường nếu mà các lệnh cấm vận được nới lỏng tehran có thể nhanh chóng khôi phục khai thác lại các giếng dầu iran từng là nước sản xuất dầu nhiều thứ hai của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec Ước tính thì sản lượng khai thác dầu thô của Iran sẽ quay lại mức 1 triệu thùng mỗi ngày trong vài tháng tới. Đến đầu năm 2023 thì Iran có thể tung ra thị trường 3,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Và Iran được kỳ vọng trở thành nguồn cung dầu thô triển vọng trong khi mà phương Tây và thế giới đang tìm nguồn cung thay thế dầu thô của Nga bị cấm vận. Giới chức Mỹ cũng đang tiếp xúc với chính quyền của tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro để thảo luận khả năng để dầu của Venezuela trở lại thị trường quốc tế. Và nói đến vấn đề xăng dầu thì kính thưa quý vị có cái bài bản tin là cảnh sát Mỹ và Canada đã cảnh báo người dân về nạn ăn trộm xăng. Theo CNN thì qua việc tổng thống Joe Biden ngày mà ông công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga và tình trạng sản lượng khai thác dầu thấp do đại dịch Covid-19 đã khiến cho người dân Mỹ phải mua xăng với giá tăng mạnh, nhưng mà không chỉ là ở Mỹ đâu quý vị, ở châu Âu, bất cứ nước nào ngay cả Việt Nam đều phải bị mua xăng dầu với cái giá cao hơn rất nhiều. Sản lượng khai thác dầu mỏ đã giảm trong thời gian giãn cách do nhu cầu đi lại của người dân chậm lại. Tuy nhiên kể từ đầu năm nay thì khi mà số lượng người sử dụng xe đã tăng lại 25% tại Mỹ, thì sản lượng khai thác dầu vẫn thấp so với mức trước khi có đại dịch Covid-19 bùng phát. Giá xăng tại Mỹ vào ngày hôm nay đang ở vào khoảng 4 đô la rưỡi một gallon. Nhưng mà quý vị tín giả sống ở Mỹ thì không nên ừ. Thang phiền và lo quá về vấn đề giá xăng cao bởi vì ở châu Âu thì người tiêu dùng đang phải trả nhiều hơn gấp đôi giá xăng ở Mỹ. Cuối tuần vừa thì Việt Linh đi chợ cũng ghé đổ xăng với cái giá là 2 euro 20 một lít. Như vậy nếu mà tính theo galon thì sẽ vào khoảng 9 đô la rưỡi một galon. Như vậy người châu Âu mới nên than phiền, tốn tiền nhiều hơn để đổ xăng. Còn quý vị thính giả sống ở Mỹ thì nói chung là cái giá xăng vẫn còn rẻ lắm. Quá rẻ quý vị. Quay trở lại chuyện trộm xăng ở Mỹ và Canada. Thì một số đơn vị cảnh sát đã khuyến cáo người dân nên tự bảo vệ bình xăng xe hơi của mình. Tại tiểu bang Washington, sở cảnh sát của Everett và Hoquiam đã khuyến cáo người dân thực hiện thêm các biện pháp như mua khóa của cái nắp bình xăng hoặc là đậu xe tại những nơi mà thoáng và những nơi mà dễ quan sát vì, bởi vì những tên trộm nó sẽ đến gần xe của họ và cắt cái đường ống cao su dẫn xăng từ bình chứa của xe thường nằm ở phần sau của xe để rút trộm xăng cảnh sát khuyến cáo người dân tránh đổ xe lâu tại nơi công cộng vắng người và không có ánh sáng đồng thời nên đổ xe ở cái hướng nào mà người ta có thể nhìn thấy cái nắp bình xăng của xe từ ngoài đường chính nơi xe đang chạy, người đi qua lại. Nói chung các hệ thống báo động ăn cắp xe thì hoàn toàn không giúp ích gì được cho chủ xe trong trường hợp này. Bởi vì họ nằm xuống ở phía sau lưng cái cái, cái sau đích cái xe đó, họ cắt cái đường ống mà dẫn tới bình chứa của bình xăng ở phía sau và rút xăng thôi chứ còn không có anh không có đụng gì tới cái xe thành ra cái xe nó cũng không có hú còi báo động và sở cảnh sát Atlanta tiểu bang Georgia cũng xác nhận là đã bắt giữ một số kẻ trộm xăng họ dùng cái dụng cụ là cái cần khoan tay bằng điện rồi khoan lỗ vô cái bình xăng và để cho xăng nó chảy ra rồi bắt đầu lấy cái đồ để hứng và nhiều cây xăng tại tiểu bang ở Michigan cũng vậy họ yêu cầu khách đổ xăng thì phải trả tiền trước khi đổ xăng Riêng giới chức tại tỉnh bang British Columbia ở Canada thì cũng nhận được nhiều khiếu nại từ người dân về việc bình xăng xe hơi của họ bị khoan, lũng lỗ để rút trộm xăng trong hai tuần qua. Nên quý vị cẩn thận. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai kính thưa quý vị. Với nhan đề chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cần phải thay đổi để tồn tại. Kính thưa quý vị, trong thế kỷ 21, nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra. Nhưng mà ảnh hưởng của riêng những sự kiện đó chỉ gây nên ảnh hưởng nhỏ trong một hay là hay là vài quốc gia thôi. Nhưng mà với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine thì đó là một sự kiện đặc biệt. Nó hoàn toàn khác so với trước đây. Là điều mà mọi người đều đồng ý cho là cuộc chiến phi nghĩa này nó sẽ thay đổi mọi thứ trên thế giới này. Trong trường hợp cuộc chiến của Putin là điều đã tạo nên những thay đổi lớn và những quyết định mang tính lịch sử như là việc nước đức sẽ tái vũ trang với kinh phí cho quốc phòng lớn nhất trong các nước của khối châu âu và các nước châu âu khác cũng trở nên mạnh mẽ hơn quyết tâm thoát khỏi sự ảnh hưởng năng lượng và lệ thuộc vào nước nga nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là liệu hành động xâm lược trơ trẽn và phi nghĩa của nước nga cùng với liên minh trên thực tế của Moscow với một cường quốc châu Á theo khuynh hướng xét lại đó là Trung Quốc thì Hoa Kỳ có cần phải thay đổi các chính sách đối ngoại hay không? Kỷ nguyên mới nó không mang lại sự ổn định và hòa bình cho nhân loại mà ngược lại nó chỉ đem đến nhiều đe dọa của chiến tranh và mất mát Nước Mỹ và các nước châu Âu gọi chung là phương Tây thưa quý vị cần một ngân sách quốc phòng lớn hơn nữa cho mỗi quốc gia phương tây cần một chính sách năng lượng toàn diện để tận dụng tối đa nguồn nhiên liệu hóa thạch giống như ả rập xê út phương tây cần chủ động đáp ứng các nhu cầu quốc gia chỉ do thị trường trong nước và trong khối phương tây tự cung cấp phương tây trước đây thì từng phụ thuộc nhiều vào trung quốc nhưng mà họ không tuân theo luật lệ của chúng ta và họ có mục tiêu cuối cùng là tích lũy các lợi thế kinh tế và một chiến lược bao trùm để tạo áp bức bằng tài chính một cách không công bằng lấy đó làm vũ khí để chèn ép bất kỳ quốc gia nào trong khối phương tây nhưng mà bây giờ thưa quý vị phương tây phải có một kế hoạch hoàn toàn mới một chính sách độc lập đoàn kết và mạnh mẽ hơn phương tây nên tổ chức một quân đội mạnh nhất và có tính sẵn sàng để ứng phó nhanh nhất trước mọi cuộc chiến tiềm ẩn phương tây cần phải giành chiến thắng trong cuộc đua công nghệ cao với trung quốc và giảm bớt các điểm yếu của chúng ta trong trường hợp xảy ra chiến tranh có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng và khả năng tiếp cận của phương tây với các nguyên liệu và hàng hóa chiến lược quan trọng hiện tại thì thưa quý vị hoa kỳ không thể chế tạo đủ hỏa tiễn để bổ sung đủ nhanh cho kho dự trữ của mình trong một cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào với Nga hay Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo quân đội thì phàn nàn về việc số lượng hỏa tiễn đã bị giảm dần trong chiến dịch chống ISIS của vào năm 2015. Và Hoa Kỳ cũng không thể nào đóng tàu ngầm mới theo đúng tiến độ hoặc duy trì khả năng hoạt động liên tục của những tàu ngầm đang có. Nói chung, Hải quân Hoa Kỳ không có đủ năng lực để sửa chữa các tàu của mình trong thời bình, chứ chưa nói đến thời, thời chiến tranh. Tất cả những điều này nó sẽ đòi hỏi một cái đầu tư mới lớn hơn, có nghĩa là chi phí quốc phòng vừa được thông qua với hơn 700 tỷ Mỹ kim vẫn không đủ mà cần nhiều hơn nữa. Hoa Kỳ cần khai triển chính sách công để bảo đảm chuỗi cung ứng cho các mặt hàng quan trọng chiến lược. Đại dịch thì tập trung vào dược phẩm thì ai cũng biết rồi nhưng mà gần đây vấn đề quan trọng hơn là chất bán dẫn chúng là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế hiện đại và cần thiết để sản xuất mọi thứ từ máy bay phản lực xe hơi cho đến điện thoại thông minh và thúc đẩy sự đổi mới trong tất cả các lĩnh vực khác của nền kinh tế như vậy mặc dù mỹ đã tạo ra ngành công nghiệp này và vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế chip nhưng mà thị phần sản xuất chất bắn dẫn toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm đáng kể từ gần 40% cách đây 30 năm xuống còn có 12%. Nhưng mà quan trọng hơn thưa quý vị, về cơ bản thì Mỹ không sản xuất chất bắn dẫn tiên tiến nhất, mà trong đó Đài Loan và Hàn Quốc thì chiếm toàn bộ sản lượng này. Đài Loan rõ ràng là đối thủ trực tiếp của Trung Quốc, và bất kỳ nguồn cung cấp nào từ Hàn Quốc đều có thể bị gián đoạn nếu xảy ra chiến tranh ở châu Á. Đạo luật chip vừa được Hạ viện thông qua chi ra 52 tỷ mỹ kim để hỗ trợ sản xuất chip và nghiên cứu phát triển trong nước. Chắc chắn đây là một bước đi đáng hoan nghênh đối với việc giải trừ quân bị đơn phương. Như vậy phục hồi năng lực của Hoa Kỳ phải được ưu tiên. Nếu mà cuộc chiến ở của Nga ở Ukraine nó không thay đổi mọi thứ theo đúng nghĩa đen thì ở Mỹ nó sẽ đủ thay đổi để khiến cho Hoa Kỳ có thể giải quyết được những thiếu sót trong lĩnh vực kinh tế và an ninh đã bị bỏ qua quá lâu trước đây. Và một bản tin ông Vladimir Putin đã bị cấm tham gia hội nghị thường niên của giới tinh hoa thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, kính thưa quý vị. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang đóng băng mọi quan hệ với các công ty, tổ chức và cả chính phủ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Trước đó thì ông Putin đã từng đích thân tham dự sự kiện tại diễn đàn kinh tế thế giới và được biết đến với tư cách là nơi tổ chức cuộc họp thường niên của giới tinh hoa giàu có và có ảnh hưởng trên thế giới ở Davos Thụy Sĩ. Họ đã cho biết là nước Nga sẽ không còn được mời tham gia với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức trong bất kỳ hoạt động nào của diễn đàn Davos, bao gồm cả các cuộc họp thường niên. Nga và Belarus cũng bị đình chỉ tham gia một diễn đàn quốc tế liên quan đến các quốc gia có lợi ích tại khu vực Bắc Cực, bao gồm Liên minh châu Âu, Iceland và Na Uy. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ ba trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị với nhan đề Goodbye Moscow, lời giả từ trong tiếc núi của McDonald. Kính thưa quý vị, nếu có ai đó đi bộ ngang qua trung tâm thủ đô Moscow của nước Nga trong những ngày gần đây thì chắc chắn là họ sẽ cảm nhận được sự ghẻ lạnh ruồng bỏ của thế giới. Nó đang hiện rõ nét hơn lúc nào hết. Các cửa hàng bán đồ ăn nhanh Burger King, McDonald's, KFC trên quảng trường Buskin đã đóng cửa hoàn toàn và tại một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của Moscow. Những mặt hàng mỹ phẩm của phương Tây từ mascara đến son môi, dầu thơm thì chỉ còn bày ra được có mấy món thôi. Những hình ảnh này đã được xem là những lời tạm biệt đối với mệnh nền văn minh phương Tây là những điều tốt đẹp đã đến với nước Nga cách đây 30 năm. Giờ đây thì hầu hết những người dân Nga họ đang nhận ra một thực tế chua chát rằng nền kinh tế Nga đang trần trụi như những trung tâm thương mại vắng bóng các thương hiệu toàn cầu. Và trong những năm gần đây, thì xã hội Nga đã trở thành một xã hội trung tâm mua sắm. Mọi người dành cuối tuần của họ ở những trung tâm tiêu dùng này. Họ đến đó để đi dạo, đi ăn, nhà hàng Tàu, Ý, Pháp, Họ đến để xem phim Mỹ và tất nhiên là mua sắm hàng ngoại của các nước phương Tây. Thủ đô của nước Nga thực sự là một thiên đường cho người tiêu dùng khắp nơi trong nước. Và đặc biệt là sau sự tăng trưởng kinh tế đầu những năm 2000, đó là nhờ giá dầu của Nga cao và sự kết thúc của thời kỳ chuyển tiếp hậu Xô Viết. Nhưng mà trong thời kỳ tương đối ổn định này, thì nhiều người Nga nhận biết là nước Nga đang có một nhà lãnh đạo độc tài. Họ biết điều đó, thưa quý vị. Nhưng mà tại sao người Nga lại không cần có một dân chủ thực sự? Không cần một nền dân chủ? Dù họ đang là được xem là một nước dân chủ. Có vẻ như người Nga họ đang cho rằng mình vẫn đang sống tốt khi mà không có nền dân chủ thực sự. Bởi vì người Nga vẫn có thể mua được một chai rượu ngoại mắc tiền có thể mua được một chiếc xe hơi sang trọng BMW, Mercedes. Họ vẫn có thể lên máy bay để đi nghỉ ngơi tại các resort nổi tiếng trên thế giới. Đúng như vậy thưa quý vị. Kể từ khi Liên Xô, người Nga vẫn tiếp tục tự chủ tự lập về mặt chính trị và quân sự. Nhưng mà về lối sống thì người Nga cũng có lối sống tương đối thoải mái, cũng không khác gì người phương Tây tại các nước đức pháp ý tây ban nha và trong những năm qua thì cửa hàng thức ăn nhanh mcdonald của mỹ đã trở thành một sự ưa thích phổ biến với nhiều người nga trẻ tuổi các gia đình có con nhỏ nhưng mà bây giờ khi mà toàn bộ các cửa hàng mcdonald đóng cửa trong tuần này thì nó đã báo hiệu sự kết thúc hiện diện một nền văn hóa một lối sống của phương Tây tại một nước Nga độc tài. Tất nhiên, việc các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới đóng cửa, rời bỏ nước Nga, gần như là trốn chạy một cơn đại hồng thủy. Nó đã tạo nên một biểu tượng của sự sụp đổ kinh tế ở Nga. Nó bị tác động bởi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ từ thế giới qua cuộc xâm lược vô nghĩa của nhà lãnh đạo độc tài Vladimir Putin. Và ở nước Nga, thì các hệ thống kinh tế và xã hội đang sụp đổ. Nhiều lớp người Nga, đa số là giàu có và trung bình, họ đang rời bỏ nơi chung nhau các rốn, để đến các quốc gia lân cận như Belize, Yerevan, Istanbul, Helsinki, Tel Aviv và những nơi khác. Nhiều người Nga họ đang mang trong mình một cái cảm giác rằng nguy cơ bị thất nghiệp và chất lượng tồi tệ của cuộc sống thời Liên bang Xô Viết với tem phiếu xếp hàng để lệnh thực phẩm bánh mì đang quay trở lại năm 2014 khi mà nước Nga chiếm đoạt bán đảo Crimea của Ukraine thì các lệnh trừng phạt của thế giới đã dán xuống nước Nga rồi nhưng mà nó không nhiều và mạnh như lần xâm lược này dù bị trừng phạt dù không còn McDonald's Burger King KFC nhưng mà nước Nga vẫn được cho là đã trở nên vĩ đại trở lại. Và một đế chế Nga đang được hình thành trở lại với đại đế Vladimir Putin. Nhưng mà với năm 2022 thì mọi việc nó hoàn toàn khác. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đã cắt đứt hoàn toàn nước Nga với thế giới văn minh chỉ trong vòng 2 tuần thôi quý vị. Nhưng đây mới chỉ là những sự khởi động bởi vì nước Nga sẽ phải trải qua nỗi nhục nhã. Khi mà nhận ra rằng người dân Nga sẽ không còn đủ khả năng đi mua một chiếc xe hơi mới hàng hiệu của phương Tây. Không còn mua được thuốc Tây, hàng xa xỉ phẩm, nhu yếu phẩm, tả lót em bé, thức ăn trẻ em và đồ chơi. Bởi vì những thứ này nó đều được sản xuất dựa trên công nghệ của phương Tây nhưng mà không phải người dân nga nào cũng đồng lòng với những quyết định của nhà lãnh đạo độc tài. Có nhiều người đã tức giận vì ông ta đã đặt họ vào vị trí ngày nay và họ đã xuống đường để lên tiếng để phản kháng. Nhưng mà rất tiếc là phần lớn đều bị đàn áp dã man. Nhiều người nga đã được sống thoải mái trong 30 năm qua sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà bây giờ họ có thể bị buộc phải quay trở lại một nền kinh tế và lối sống sơ khai. Đó là một cuộc hành trình quay ngược thời gian. Tất cả những gì người Nga từng phấn đấu và cố gắng trong 30 năm qua đều bị biến mất chỉ sau hai tuần lễ. Với công ty McDonald, họ tuyên bố ngừng hoạt động tạm thời và vẫn trả lương cho 62.000 nhân viên của mình trong một thời gian. Nhưng mà không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nếu mà vào một ngày đẹp trời nào đó mà công ty McDonald tuyên bố từ bỏ hẳn các cửa hàng McDonald tại Nga và sẽ không còn trả lương cho 62.000 nhân viên người Nga nữa, thì lúc đó thưa quý vị, thực sự nước Nga sẽ rơi vào vỡ nợ, suy thoái và hỗn loạn trên đường phố như cách đây hơn 30 năm. Chúng ta bước sang một bài bình luận thứ tư trong chương trình hôm nay với nhan đề Trung Quốc khuếch đại thuyết âm mưu của Nga về vũ khí sinh học ở Ukraine. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cho biết là họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy là Mỹ đang vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine. Nhưng mà điều đó lại không ngăn được lý thuyết âm mưu đang lan rộng trên hệ thống mạng xã hội tại Nga và Trung Quốc cũng như nhóm QAnon tại Mỹ. Khi mà Nga tăng cường tấn công Ukraine, nước này đang nhận được sự trợ giúp từ Trung Quốc trong việc truyền bá những tuyên bố gây hiểu sai và không có cơ sở rằng Mỹ đang tài trợ cho các phòng thí, thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine. Mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia độc tài Nga và Trung Quốc dường như đang tạo ra một mục đích cố ý làm xáo trộn an ninh vào hòa bình thế giới cũng như tạo nên một nhận thức mới vì lý do hợp nhất quốc gia bảo vệ đồng bào mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể xua quân để tấn công một nước khác nhưng vẫn được xem là có lý do chính đáng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đổ thêm dầu vào lửa trong tuần này đã lặp lại nhiều lần như là con két về thuyết âm mưu dối trá của nga và kêu gọi một cuộc điều tra đây là điều mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ là một phần trong vở kịch nhiều tập của nga họ đã sử dụng những vũ khí sinh học này để chống lại công dân của họ ở syria nga trung quốc và mỹ thưa quý vị đều là những quốc gia đã ký kết công ước quốc tế về chống sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học nhưng mà cộng đồng quốc tế đánh giá rằng nước nga đã sử dụng vũ khí hóa học để thực hiện các âm mưu ám sát nhằm vào những kẻ thù những kẻ đối lập của ông putin và nước nga cũng ủng hộ chính quyền assad ở syria là quốc gia đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân của mình trong cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm và như vậy những tuyên bố của nga và trung quốc cũng đã thu hút sự chú ý của các nhóm cực hữu và phương tiện truyền thông ở hoa kỳ nhưng mà nhìn chung thì trung quốc được coi là đứng về phía nga trong cuộc xung đột dù họ không lên tiếng ủng hộ công khai nhưng mà rõ ràng nhất là khi trung quốc từ chối coi đây là một cuộc chiến tranh hay là một cuộc xâm lược trung quốc đã bỏ phiếu trắng đối với các phiếu bầu của liên hiệp quốc khi mà chỉ trích nga và họ lại chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế của quốc tế để chống lại nước này kết thúc quy gắn tin giả đi với phật thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy nó đã trở thành quan niệm sống phổ biến của nhà cầm quyền bắc kinh và lần này cũng giống như những lần trước thôi lần này là một trong những cuộc chiến tranh ông tin mà tôi nghĩ rằng ông putin đang thua Và kính thưa quý khán thính giả chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề Putin đang kéo nước Nga thuộc lùi về năm 1917. Kính thưa quý vị, các nhà tỷ phú, các doanh nhân giàu có của nước Nga, họ đã đồng thanh lên tiếng cảnh báo điện Kremlin không nên tịch thu tài sản của các công ty đang tạm ngưng hoạt động tại Nga để ủng hộ lệnh trừng phạt của các chính phủ sau cuộc xâm lược Ukraine của nước Nga. Họ cho rằng một hành động xem thường luật pháp như vậy sẽ khiến nước Nga và đời sống cũng như nền kinh tế của nước Nga sẽ bị lùi lại hơn 100 năm. Quý vị nghĩ sao về điều này? Riêng ông Vladimir Potanin là chủ tịch của tập đoàn kim loại khổng lồ Norilsk Nickel là tỷ phú giàu nhất của nước Nga và có cái tài sản khoảng 22,5 tỷ mỹ kim. Ông ta đã tuyên bố rằng nước Nga có nguy cơ quay trở lại những ngày hỗn loạn của cuộc cách mạng năm 1917 nếu mà nước này đóng sập cánh cửa đối với các công ty và các nhà đầu tư phương Tây. Ông kêu gọi chính phủ Nga nên suy nghĩ hết sức thận trọng đối với quyết định nguy hiểm là việc tịch thu tài sản của các công ty nước ngoài. Hay mà chúng ta gọi nôm na là quốc hữu hóa tài sản nước ngoài trên đất Nga. Chính xác thưa quý vị. Nếu mà nước Nga làm như vậy thì hậu quả nó sẽ kéo theo nền kinh tế và đời sống văn hóa giao thương của người Nga có thể sẽ bị đẩy lùi lại 100 năm. Vào khoảng năm 1917 và sự mất lòng tin trên toàn cầu đối với Nga từ phía các nhà đầu tư. Tại sao tôi lại nói về một thời điểm cách đây 105 năm? Bởi vì cuộc cách mạng Nga năm 1917 là một trong những sự kiện chính trị bùng nổ nhất của thế kỷ 20. Cuộc cách mạng bạo lực đánh dấu sự kết thúc của triều đại Romanov và nhiều thế kỷ thống trị của đế quốc Nga trong cuộc cách mạng Nga, thì những người Bolshevik do nhà cách mạng cánh tả Vladimir Lenin lãnh đạo đã nắm chính quyền và phá hủy truyền thống cai trị của chế độ Cộng sản. Năm 1917 là năm mà hai cuộc cách mạng quét qua nước Nga, chấm dứt nhiều thế kỷ thống trị của đế quốc Nga và tạo ra những thay đổi chính trị và xã hội dẫn đến sự hình thành của Liên bang Soviet và hai sự kiện cách mạng lớn nó chỉ diễn ra cách nhau có 8 tháng ngắn ngủi thôi. Về cuộc cách mạng tháng 2, bắt đầu vào ngày 8 tây tháng 3 năm 1917, những người biểu tình đòi bánh mì đã xuống đường ở Petrograd, được sự ủng hộ của đám đông công nhân công nghiệp đình công. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1917, quân của đơn vị đồn trú quân đội Petrograd đã được điều động đến để dập tắt cuộc nổi dậy. Và trong một số cuộc chạm trán thì các trung đoàn lính đã nổ súng và giết chết những người biểu tình. Nhưng mà những người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường và quân đội bắt đầu dao động. Duma, tức là Hạ viện Nga, thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 12 tây tháng 3. Chỉ sau vụ biểu tình có một ngày và vài ngày sau thì Sa hoàng Nicholas thoái vị ngai vàng. Đã chấm dứt nhiều thế kỷ cai trị của người Nga Romanov. Và tình trạng bất ổn đã, đã tiếp tục gia tăng khi mà nông dân cướp phá trang trại và gây bạo loạn để giành lương thực, bánh mì nổ ra ở khắp các thành phố. Và sau đó 8 tháng thì cuộc cách mạng tháng 10 các nhà cách mạng cánh tả do lãnh tụ đảng bolshevik là vladimir lenin lãnh đạo đã tiến hành một cuộc đảo chính gần như không đổ máu để chống lại chính phủ lâm thời của duma và ông lenin đã kêu gọi một chính phủ xô viết sẽ được cai trị trực tiếp bởi các hội đồng binh lính nông dân và công nhân và từ đây thì ông vladimir lenin đã trở thành nhà độc tài của nhà nước cộng sản đầu tiên trên thế giới quay trở lại thời hiện nay kính thưa quý vị nếu mà chúng ta nhận định tình hình một cách công bằng thì những quyết định đình chỉ hoạt động hay tạm ngưng hoạt động của nhiều công ty nước ngoài ở nga họ phải hành động theo áp lực từ chính phủ của họ hay là từ sự phản kháng của người dân của người tiêu dùng nhưng mà chắc chắn sau khi chiến tranh chấm dứt bằng một hình thức nào đó bằng một cái cách nào đó thì các lĩnh trừng phạt có thể được gỡ bỏ và rất có thể họ sẽ quay trở lại nhưng mà nếu bây giờ chính phủ nga cướp đoạt tài sản của họ quốc hữu hóa các công ty thì họ sẽ đi và đi một đi không trở lại ngay cả khi lúc đó chính phủ nga có trả lại tài sản có bồi thường và mời mọc họ quay lại hàng trăm công ty Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ đã từ bỏ các công ty liên doanh, nhà máy, cửa hàng, văn phòng và các tài sản khác trong hai tuần qua để đáp trả việc nước Nga xâm lược Ukraine. Đi cùng với hơn 5.500 các lệnh trừng phạt của thế giới. Và ông Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đã cho biết là ông ta ủng hộ kế hoạch quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài ông putin đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản quý vị như là việc nhóm lửa lên để nấu nước pha trà là có thể ngồi nhâm nhi một tách trà ông ta nghĩ sự việc quá đơn giản rằng có thể giao lại các công ty chiếm đoạt được của các công ty nước ngoài cho chính phủ nga quản lý rồi tìm người quản lý từ các nước ngoài và sau đó cho tiếp tục hoạt động trở lại các công ty này và những người nga sẽ có việc làm tiếp tục. Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nga Họ đã lập một danh sách các công ty đang ngừng hoạt động hay là sẽ rời bỏ nước Nga và có thể bị chính phủ Nga quốc hữu hóa. Và danh sách này được cho là đã gửi tới chính phủ Nga và văn phòng tổng công tố. Bao gồm hàng trăm công ty như là Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Cell, McDonald, Porsche, Toyota, H&M, Burger King, KFC. Rất nhiều công ty lớn. Dĩ nhiên thưa quý vị, chính phủ Nga họ có thể quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài. Đúng vậy, họ có quyền làm như vậy. Dù chỉ là những hành động đối xứng để vớt phát lại cái sự ruồng bỏ và ghẻ lạnh của thế giới. Nhưng mà chính phủ Nga sẽ mất nhiều thứ khác lớn hơn trong tương lai. Đó là niềm tin từ các nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng ai muốn quay lại nước Nga cả. Không công ty nào muốn tiếp tục đầu tư để liên doanh với người Nga. Sản xuất và sử dụng công nhân người Nga. Chính phủ Nga sẽ được rất ít từ việc quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài nhưng mà họ lại mất rất nhiều từ hướng ngược lại. Nếu chính phủ Nga của ông Putin thiếu sự kềm chế và khôn ngoan, sẽ có những rủi ro mà quốc gia này có thể vỡ nợ đối với toàn bộ khoản nợ nước ngoài của nước Nga được ước tính vào khoảng 480 tỷ Mỹ Kim. Và nền kinh tế Nga sẽ chính thức rơi vào suy thoái triền miên và khó có thể được vực dậy trong nửa thế kỷ nữa có nghĩa là 50 năm nữa cũng chưa được chỉ vì một cuộc chiến vô nghĩa mà nước Nga người Nga sẽ mất tất cả một nước Nga đầy hỗn loạn của những năm 1917 trong thế kỷ 20 có thể sẽ quay trở lại với viễn cảnh người Nga tranh giành nhau từng mẫu bánh mì trên đường phố với một nước Nga ngày nay đang bị thế giới ruồng bỏ thì không điều gì là không thể xảy ra. Việc Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.